Lúc đó thì thời tiết ở Terengganu rất là xấu. Xin chào các bạn nha, Travip đang ở sân bay Tân Sơn Nhất và Travip vừa làm cái thủ tục hàng không xong nè, vừa làm thủ tục xuất cảnh và kiểm tra an ninh xong thì bây giờ mình đang ở gần cổng 20 để đợi lên máy bay. Thì hôm nay thì Travip sẽ bay với Malaysia Airlines đến một nơi không phải là Kuala Lumpur mà một nơi nó có tên gọi là Kuala Terengganu. Và hôm nay thì Travip đã nhận được hai cái thẻ lên máy bay rồi, và hai thẻ lên máy bay này, một thẻ là sẽ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur và một thẻ còn lại từ Kuala Lumpur nối tiếp đi Terengganu. Và lát nữa thì Travip sẽ cho các bạn thấy là quá cảnh một cái chuyến mà từ quốc tế sang nội địa ở sân bay Kuala Lumpur như thế nào nha. Còn bây giờ thì máy bay cũng vừa hạ cánh rồi thì Travip chuẩn bị một chút rồi mình lên máy bay. Bây giờ thì chiếc Boeing 737-800 của Malaysia Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất từ Kuala Lumpur. Một lúc sau thì giờ lên máy bay cũng đã đến. Hành khách hạng phổ thông được chia thành 3 khu vực ghế ngồi là B, C, D, tương ứng với đầu, giữa và cuối máy bay. Khu vực D được lên máy bay trước, theo đó là C và B. Boeing 737-800 của Malaysia Airlines có 16 ghế hạng thương gia được sắp theo cấu hình là 22 và 144 ghế hạng phổ thông được sắp theo cấu hình là 33. Ghế ngồi của máy bay này khá thoải mái, khoảng cách ghế ổn cho những chuyến bay trong khu vực. Tại một ghế ngồi cũng có màn hình giải trí, bộ điều khiển giải trí cũng như cổng cắm sạc USB. Tai nghe phục vụ giải trí cũng được cung cấp cho hành khách hạng phổ thông. Trong túi ghế phía trước thì có túi nôn, bản hướng dẫn an toàn, tạp chí trên chuyến bay Going Places của Malaysia Airlines và danh mục hàng miễn thuế bán trên máy bay Temptations. Lúc này thì màn hình cá nhân đã bật video hướng dẫn an toàn, máy bay cũng đã được đẩy lùi để xuất phát. Bây giờ thì máy bay đã bay bằng. Thời gian bay dự kiến là 1:40. Chuyến bay giờ trưa này hãng sẽ phục vụ hành khách gì đây? Chúng ta cùng xem nhé. Có hai lựa chọn cho phần ăn nóng là gà và cá. Travip chọn cơm cá sốt chua ngọt. Suất ăn được phục vụ trong hộp giấy. Bên trong là phần ăn nóng, một hộp nước suối, bánh ngọt và túi đựng phộng nhỏ. Các loại nước giải khác cũng được phục vụ. Travip thì chọn nước cam. Nhận xét một chút về phần ăn nóng thì Travip thấy phần ăn này khá là vừa miệng, có lẽ do vị cá sốt chua ngọt nên khá dễ ăn.
Bây giờ máy bay chuẩn bị hạ độ cao, các tiếp viên bắt đầu đi xịt khử trùng không khí trong khoang theo quy định của nhà chức trách Malaysia. Sau khi hạ cánh, Travis sẽ chuyển tiếp qua sảnh nội địa để đi tiếp Kuala Terengganu. Travis không cần ra ngoài lấy hành lý hay làm thủ tục lại vì hành lý đã được gửi thẳng đến Kuala Terengganu và thẻ lên máy bay cho chặng sau cũng đã được cấp từ đầu thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Travis đã vừa mới hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur rồi, nhưng ở đây là sảnh quốc tế và bây giờ Travis sẽ đi theo cái hướng transfer, tức là chuyển tiếp để qua bên cái sảnh nội địa. Và ở sảnh nội địa, trước khi sang sảnh nội địa thì mình sẽ qua một cái bước nhập cảnh vào Malai và kiểm tra an ninh. Ở đây nó có chữ Domestic Departure Gate nè, tức là những cái cổng mà khởi hành cho ga nội địa, có nghĩa là mình sẽ đi xuống cái hướng này để mình đi qua những cái cửa đó. Và tất nhiên thì ở đó sẽ có những cái quầy để mình nhập cảnh vào Malai. Nói chung kinh nghiệm đi máy bay ở nước ngoài thì các bạn cứ đi theo những cái biển chỉ dẫn ở trong sân bay thôi. Ở đây thì có cái chỗ mà chuyển tiếp nè, thì nó ghi là Domestic Gate, tức là những cái cổng nội địa. Bây giờ thì Travis đang có mặt bên cái sảnh nội địa của sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Thì bây giờ vẫn còn sớm quá cho nên là Travis sẽ đi kiếm một số cái gì đó để mình đi ăn nè, mình đổi tiền nè và mình mua sim nữa. Thì các cửa hàng cửa hiệu bên cái nhà ga này thì nó cũng khá là nghèo nàn, nó không có được đa dạng phong phú như là bên cái nhà ga quốc tế, nhưng mà tất nhiên là vẫn đủ để cho mình có một số cái nhu cầu cơ bản. Bên kia thì thấy có nhiều cái dãy ghế thì mình sẽ đi ra đó mình nghỉ ngơi. Và lúc quá cảnh các bạn cũng cần xem bản thông tin chuyến bay, xem chuyến bay tiếp theo của mình ở cửa số mấy, có gì thay đổi không nhé. Đây cửa B3 của chuyến bay đi Terengganu lúc 19 giờ thì là đã gần đây rồi. Nhưng mà bây giờ còn quá sớm rồi, Travis nghĩ là Travis sẽ đi dạo một vòng kiếm gì đó ăn, sau đó là mình kiếm cái ghế mình nghỉ ngơi tí. Ở đây có một cái tiệm cà phê nè, Gloria Gin. Ở đây thì có các cái cửa hàng bán bánh kẹo, đồ lưu niệm, mỹ phẩm các kiểu. Và cuối cùng thì Travis mua đại một hộp pasta bò khá là ngon cùng một chai nước suối Evian với giá sương sương chừng hơn 30 ringgit, tức là khoảng 170.000 đồng Việt Nam, và tráng miệng với gói bánh đem theo trong ba lô phòng khi đói. Thời gian quá cảnh hôm nay chừng 5 tiếng nên Travis cứ tà tà mà ăn uống nghỉ ngơi. Chuyến bay tiếp theo đi Kuala Terengganu sẽ cất cánh lúc 19 giờ. Và đây thì thoáng nhìn như là những cái hộp ngủ, mà thực ra không phải, đây là những cái ghế massage. Nhưng mà họ làm cái hình dáng những cái hộp như thế này để đảm bảo cái sự riêng tư. Để xem giá ở đây nha, giá ở đây thì là có 10 ringgit cho 10 phút, 20 ringgit 20 phút, 30 ringgit 30 phút. Đó. Và bây giờ thì đã đến giờ lên máy bay rồi. Bây giờ là 6:30 và chuyến bay hôm nay thì dự kiến chỉ bay có 55 phút thôi, nhưng mà Travis nghĩ là sẽ ngắn hơn bởi vì là cái thời gian đây là ghi dự kiến, do đó bao giờ cũng dài hơn một chút. Và trong chuyến bay ngắn này thì là hãng phục vụ gì thì chúng ta hãy cùng bước lên máy bay và trải nghiệm nha. Nhưng mà Travis nghĩ là chắc chỉ phục vụ các loại nước thôi. Bây giờ thì lên máy bay đã. Với chuyến bay nội địa đến Kuala Terengganu này, Travis tiếp tục bay với Boeing 737-800 nên không cần giới thiệu gì thêm nữa nhé. Có vẻ như chuyến bay sẽ khởi hành đúng giờ vì quy trình lên máy bay cũng được thực hiện đúng giờ ghi trên thẻ lên máy bay. Máy bay ra đường băng và cất cánh trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt do lúc này trời tại khu vực sân bay khá mù. Thời gian bay hôm nay dự kiến là 40 phút, theo như thông báo của phi hành đoàn. Sau khi máy bay bay bằng,
Các tiếp viên đẩy xe đi phục vụ đồ ăn nhẹ gồm có một túi đậu phộng nhỏ và một hộp nước cam. Nước suối cũng được phục vụ nếu khách có nhu cầu. Chuyến bay 40 phút mà được phục vụ cả túi đậu phộng và nước cam thì thật là chỉnh chu, phải không các bạn? Và khi máy bay bay gần đến Kuala Terengganu thì bên ngoài xuất hiện mưa và máy bay hơi rung lắc, có lẽ do thời tiết đang xấu tại khu vực này. Phi công đã cố hạ cánh nhưng phút chót đã quyết định hủy hạ cánh và bay tiếp một vòng nữa để thử hạ cánh lần hai. Tuy nhiên lần thứ hai máy bay cũng không thể hạ xuống sân bay Kuala Terengganu vì thời tiết quá xấu. Ngồi trong máy bay với những rung lắc cũng có thể cảm nhận được là bên ngoài thời tiết xấu như thế nào. Và sau khi hủy hạ cánh lần 2 thì trên màn hình thông tin chuyến bay cập nhật lại điểm đến là Kuala Lumpur, có nghĩa là máy bay sẽ quay lại sân bay xuất phát. Đội trưởng sau đó đã có thông báo. Vừa rồi thì máy bay bay đến Terengganu rồi. Thì lúc đó thì thời tiết ở Terengganu rất là xấu các bạn. Trời ra ngoài cửa sổ mà mưa rất là lớn, và mình cảm nhận được là gió bên ngoài cũng rất là lớn, bởi vì là nó rung lắc rất là nhiều và mây mù nữa. Thành ra là phi công đã cố gắng như hạ cánh hai lần nhưng mà đều bất thành, đều phải bốc đầu lên và để bay vòng nhưng mà cũng đều bất thành. Cho nên là phi công đã quyết định là quay ngược lại sân bay Kuala Lumpur. Và hôm nay bay thì cũng hơi sợ chút, bởi vì là có một số đoạn thời tiết nó quá xấu nên là máy bay có hơi bị hẩn, bị rơi tự do chút và rung lắc và chao đảo. Thành ra là rất nhiều người trên khoang sợ, nhưng mà tôi nghĩ thì là cái quyết định của phi công rất là đúng, là đã không cố gắng đáp thêm lần nữa mà quay trở lại về Kuala Lumpur. Và bây giờ thì mọi người đến cái quầy thông tin để nhận voucher ăn tối và đợi tiếp cái lần bay tiếp theo, chuyến bay tiếp theo, đó là vào lúc 10:30 tối. Hôm nay trên chuyến bay này thì cũng có rất nhiều các bạn phóng viên báo chí và cũng như là các cái blogger của các nước khác. Và ngay lúc này thì mọi người có vẻ như mọi người đang rất là vui vẻ bởi vì là đã hạ cánh an toàn xuống lại Kuala Lumpur. Và lát nữa thì 10:30 thì sẽ cố gắng là, chắc là mọi người sẽ cố gắng là hãng sẽ cố gắng là cho bay một lần nữa lúc 10:30 xem tình nào, thì hy vọng lúc đó thì tình hình nó đỡ hơn. Sau khi ra quầy đổi thì hãng đã cho một cái gọi là dinner voucher, tức là cái phiếu ăn tối để đi đến nhà hàng Marie Brown ngay ở đây. Thì hãng cũng rất là chu đáo, hạ cánh xong cái là có người đứng đợi ngay tại cửa và thông báo luôn là ra quầy nhận phiếu và nhận phiếu ra ăn luôn. Đó, rất là nhanh chóng, gọn nhẹ. Có một chi tiết cho phép đánh giá rất cao Malaysia Airlines, đó là ngay ở trên máy bay tiếp viên đã thông báo về việc hãng sẽ phục vụ bữa ăn tối cho hành khách và chỉ cần ra quầy thông tin để nhận voucher. Và ngay tại cửa vào nhà ga cũng có ngay nhân viên của hãng đứng chờ sẵn và hướng dẫn tận tình cách ra quầy lấy voucher. Và tại quầy thì nhân viên làm thủ tục cũng cho voucher ăn tối rất là nhanh. Và thêm nữa, vài ngày sau chuyến bay thì hãng đã gửi email cho khách hàng khảo sát ý kiến về chuyến bay này để xem chất lượng phục vụ hành khách khi gặp sự cố thời tiết như thế này đã tốt hay chưa và có gì cần cải thiện hay không. Đây là một điểm cộng rất lớn cho Malaysia Airlines. Và đây là bữa ăn tối mà Malaysia Airlines cung cấp nè. Thì đây, mình vào nhà hàng Marie Brown và mình được một phần một chai nước và một phần ăn. Phần ăn ở đây thì các bạn nói là chỉ còn gà thôi, cho nên thôi mình lấy gà cũng được. Cái hộp khá là to, các bạn nói là có 4 miếng gà.
Đó. Mở ra coi. Wow. Mấy miếng gà cũng rất là bự. Thôi giờ mình ăn cái đã. Đói bụng quá. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời nhận được voucher của Malaysia Airlines để ăn tối. Lần trước thì vào năm 2015 thì lúc đó mình đi Kathmandu để công tác những cái chuyến mà nhân cái vụ động đất ở Kathmandu á. Thì cái tình thế lúc đó ở Kathmandu rất là căng. Máy bay không hạ cánh được bởi vì là tất cả đường băng với sân đổ để ưu tiên cho các cái máy bay chở hàng với các cái chuyến bay nhân đạo, cho nên là không có hạ cánh được. Khi đó thì đành phải dời cái chuyến bay sáng hôm sau. Và hãng cũng rất là chu đáo cho mọi người với voucher ăn tối và cũng có khách sạn. Và lần này cũng vậy. Nói chung là hãng rất là chu đáo các bạn, nói thật luôn. Vì lý do thời tiết, lúc mà máy bay vừa hạ cánh xong thì tiếp viên lại thông báo là đến quầy để nhận voucher đồ ăn tối rồi. Và vừa xuống máy bay xong thì vừa mới ra khỏi cái cửa chỗ khởi hành thôi là đã có nhân viên đứng sẵn ở đó đón và thông báo là đi qua cái voucher, cái quầy để nhận voucher đồ ăn. Gà rất ngon. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị xếp hàng để lên lại máy bay, thì chắc là khoảng 11 giờ thì máy bay sẽ bay thôi. Thì đúng là trong những trường hợp này mình càng phải bình tĩnh các bạn, mình không có được rối. Bởi vì là đôi lúc thì các bạn biết là rất chuyến bay nó bị delay hoặc bị hủy hoặc bị quay ngược đầu lại nên có rất là nhiều lý do. Nhưng mà càng trong những lúc này thì chúng ta phải càng bình tĩnh, bởi vì là cái chuyện thời tiết là chuyện không ai mong muốn và cũng không ai kiểm soát được. Hãng cũng rất là mệt. Nãy mà Travis nghĩ là họ phi công của họ lúc mà họ phải bị bay vòng hai lần, họ bốc đầu hai lần, họ bay và họ vất vả để điều khiển những cái bay trong cái điều kiện mà thời tiết mưa bão rung lắc như vậy thì là họ cũng rất là mệt. Họ quay về đây xong rồi họ lái bay tiếp đi Terengganu là họ cũng rất là mệt. Thành ra là trong những trường hợp này chúng ta cũng phải thông cảm và hiểu cho cái công việc của những cái người làm nghề hàng không này rất là vất vả. Ngay cả những nhân viên mặt đất để họ cũng phải ngồi họ bây giờ làm thủ tục để lên máy bay lại này. Thì dự báo thời tiết thì là ở Terengganu bây giờ cũng đã tạnh mưa rồi, thì hy vọng lát nữa sẽ cánh sẽ rất là êm. Nhưng mà cái sợ nhất vẫn là gió, lúc nãy gió sẽ biết cảm tưởng rất là mạnh luôn. Nhưng hôm nay thì là Malaysia Airlines cũng rất là chu đáo. Nó hôm nay làm họ làm quy trình mọi cái rất là chuyên nghiệp và rất là chu đáo luôn. Giờ mọi người ăn xong no nê rồi vừa lên máy bay thôi. Đây, chuyến bay đã sẵn sàng để cất cánh. Trong chuyến bay sau đó trở lại Kuala Terengganu thì hành khách vẫn được phục vụ đồ ăn nhẹ và nước như chuyến trước. Travis thì lấy thêm bánh đem theo, mang ra ăn và chẳng mấy chốc thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh. Khác với chuyến trước thì chuyến bay này bay rất là êm. Có lẽ cơn mưa giông ở Kuala Terengganu đã qua. Cuối cùng thì cũng hạ cánh xuống được Terengganu các bạn. Mà lần này đáp cực kỳ êm nha. Chứng tỏ là cái lúc nãy mà cái lần đầu tiên mình bay mình đáp á, là thời tiết siêu xấu luôn, mưa, mù, gió. Còn lần này bay cả chuyến cực kỳ êm mà xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, cho nên là nhiều lúc là thời tiết nó vậy các bạn. Thời tiết là chuyện, nắng mưa là chuyện của trời mà. Nhiều khi mình không có kiểm soát được. Bây giờ thì Travis cũng đã lấy hành lý xong rồi. Bây giờ thì sẽ theo đoàn về khách sạn ở Terengganu. Và nếu các bạn thấy video này, đừng quên cho EY một subscribe và hãy like, share để ủng hộ EY nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo.